diễn viên Ngọc Thuận đón con gái đầu lòng. Tiểu công chúa của vợ chồng Ngọc Thuận chào đời hôm 29 tháng 3 bằng phương pháp sinh thường, nặng 3,2 kg. Ngọc Thuận cho biết em bé có tên ở nhà là Harley. Bà xã 21 tuổi chọn nickname này bởi cô thấy chồng thích dòng xe mô tô phân khối lớn anh đang sử dụng. Đó cũng là món quà cô tặng anh dịp sinh nhật lần thứ 37. Tôi rất hạnh phúc khi bế con trên tay. Đã từ lâu tôi mong ước được làm cha nên có nhiều cảm xúc khó tả. Sau nhiều năm tập trung cho công việc, giờ là lúc tôi dành thời gian chăm sóc gia đình. Đây là điều tôi ưu tiên nhất thời điểm này nên sẽ chọn công việc có lịch trình phù hợp. Tôi cảm nhận rất rõ tầm quan trọng của em bé với vợ chồng mình và sẽ dành sự chăm sóc tốt cho hai mẹ con, nam diễn viên chia sẻ với ngôi sao. Tháng 9 năm ngoái, bà xã Ngọc Thuận đón sinh nhật tuổi 20 cùng tin vui có bầu con đầu lòng được hơn 3 tháng. Để chuẩn bị đón thành viên mới, vợ chồng anh được bố mẹ hỗ trợ xây một căn nhà khang trang. Thời gian qua, nam diễn viên chủ yếu kinh doanh, bán hàng online và xây dựng kênh TikTok cùng vợ. Anh cũng làm các chương trình về ẩm thực, tự nấu ăn tại nhà, chia sẻ kinh nghiệm bếp núc, chăm sóc gia đình. Ngọc Thuận sinh năm 1986, nổi danh qua nhiều bộ phim như Trai Nhảy, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Vợ Chồng Đậu Thời, Lạc Lối. Anh được đông đảo khán giả yêu mến bởi lối diễn linh hoạt, tự nhiên và hình ảnh điển trai, lịch lãm. Ngoài đóng phim, Ngọc Thuận từng làm người mẫu, diễn các show thời trang ở thành phố Hồ Chí Minh. Vợ Ngọc Thuận tên Bích Ngọc, sinh năm 2003, là người Sài Gòn. Ngọc Thuận kể anh quen bà xã trong một dịp tình cờ. Khi gặp lại nhau, cả hai nói chuyện thấy hợp nên dần cảm mến rồi yêu nhau. Họ tổ chức hôn lễ cuối năm 2022. Tuy chênh lệch tuổi tác, Ngọc Thuận nói hai vợ chồng không gặp trở ngại gì từ khi yêu cho đến hiện tại. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất. Thank you.